biến một bộ mic wireless Go không dây thành một chiếc mic phỏng vấn không dây. Điều này hoàn toàn có thể. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phụ kiện đến từ nhà sản xuất Rode giúp các bạn thực hiện điều đó. Và bộ phụ kiện đó đang ở trên tay mình đây. Nó có tên là Interview Go đến từ nhà sản xuất Rode. Các bạn có thể nhìn thấy. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể biến chiếc mic wireless Go không dây này thành một chiếc mic phỏng vấn. Ok, và phụ kiện đó đang ở trên tay mình đây, các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta đang có một chiếc thân mic phỏng vấn, nó vô cùng chuyên nghiệp đến từ nhà sản xuất Rode. Có phần thân mic dài này, phần đầu mic được gắn bông mút xốp. Đây các bạn có nhìn thấy. Và cái phần thân mic này nó dài khoảng tầm 25cm, rất là phù hợp để cho các bạn có thể cầm phỏng vấn. Nếu như chúng ta cầm phỏng vấn một chiếc mic wireless Go cầm như thế này thì nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Nhưng mà sang đến chúng ta cầm một chiếc mic dạng phỏng vấn như này thì nó sẽ hoàn toàn khác hẳn. Ok, và cách sử dụng của nó sẽ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ cái phần mút xốp này ra và sẽ để lộ một cái phần gá gài để giúp các bạn có thể gài chiếc mic Rode Wireless Go lên trên phần này. Đó. Và cái sản phẩm của chúng ta nó là bằng nhựa ABS cao cấp cho nên là cầm rất là đầm tay và không sợ trơn trượt. Nó chống phần vân tay bám mồ hôi ở đây này. Ok, và cách gài chiếc mic Rode Wireless Go lên trên chiếc Interview vô cùng đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khay để giúp các bạn có thể gài cái phần kẹp này vào đây. Ok, chúng ta chỉ cần thao tác đơn giản như này thôi. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái phần bông này vào. Và cái phần bông này sẽ giúp các bạn có thể lọc bớt một phần nào đó tạp âm. Và đồng thời nó cũng giúp các bạn có thể giữ vệ sinh được cái phần đầu mic của con Rode Wireless Go. Chỉ với một vài thao tác vô cùng đơn giản thôi là mình đã biến được chiếc mic Wireless Go thành một chiếc mic phỏng vấn nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Mà đây là mic phỏng vấn không dây nhá. Đó, các bạn không còn tình trạng sử dụng những cái loại mic phỏng vấn nó dây dợn, nó dài lằng nhằng. Ok. Còn chất lượng âm thanh thì các bạn có thể nghe qua và có thể cảm nhận thử liệu rằng nó có ok hay không, nó được đảm bảo hay không thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới clip này để bên mình có thể biết được. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một bộ phụ kiện tên là Interview đến từ nhà sản xuất Rode, giúp các bạn có thể sử dụng chiếc Rode Wireless Go thành bộ mic phỏng vấn không dây. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.